Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa có cuộc điện đàm trao đổi với chủ nhiệm văn phòng Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính và Kinh tế Brunei Dato' Amin Abdullah về tình hình hợp tác kinh tế trong bối cảnh Việt Nam đang đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 theo đề nghị của phía Brunei. Về hợp tác kinh tế trong khuôn khổ ASEAN ứng phó với dịch COVID-19, Ngài Dato' Amin Abdullah chúc mừng phía Việt Nam đã rất thành công trong việc tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN AEM và Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN Cộng 3 AEM Cộng 3, trong đó đánh giá cao và mong muốn sớm thực hiện các biện pháp cụ thể tại Kế hoạch Hành động Hà Nội nhằm tăng cường hợp tác kinh tế ASEAN và kết nối chuỗi cung ứng trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 để tăng cường khả năng phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19. Hai bộ trưởng khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ và nỗ lực để sớm mở cửa các tuyến đường kết nối thương mại thông qua các đường bay thương mại quốc tế, vận tải đường biển ngay khi dịch bệnh được kiểm soát. Tại cuộc điện đàm, Ngài Dato' Amin Abdullah đề nghị hợp tác chặt chẽ hơn với Việt Nam để chuẩn bị cho việc chuyển giao vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm 2021 cho Brunei, đồng thời đề xuất thiết lập một kênh trao đổi cấp kỹ thuật với tần suất thường xuyên để thảo luận cho việc chuyển giao này. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhất trí với đề nghị của Brunei và khẳng định sẽ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Brunei trong giai đoạn chuyển giao và ủng hộ Brunei trong năm 2021.